Rạng sáng ngày 5 tháng 11, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra thông báo truy tìm người lái ô tô gây tai nạn làm chết hai người trên đèo Bảo Lộc. Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 20 giờ ngày 4 tháng 11 trên đèo Bảo Lộc, đoạn qua khúc cua đèo Bảo Lộc thuộc địa phận thị trấn Đạ Mơ Ri, huyện Đạ Hoai, tỉnh Lâm Đồng. Thời điểm trên, hai nam thanh niên đi xe máy mang biển số 63B 650XX đang đổ đèo Bảo Lộc theo hướng Đà Lạt, Thành phố Hồ Chí Minh khi đến khúc cua tay áo nói trên, xảy ra va chạm với xe ô tô. Vụ va chạm khiến xe máy ngã ra đường. Hai nam thanh niên chưa xác định được danh tính, bị xe ô tô cán qua người chết tại chỗ. Sau khi tai nạn xảy ra, người điều khiển xe ô tô gây tai nạn đã lái xe bỏ trốn. Tại hiện trường, bên cạnh thi thể hai nạn nhân, nhiều mảnh vỡ của xe máy, mũ bảo hiểm và các tư trang cá nhân nằm vương vãi kéo dài hàng chục mét. Có vết thắng ô tô và vết cán qua người hai nạn nhân. Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, nhiều khả năng xe ô tô gây tai nạn đang lên đèo Bảo Lộc theo hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Đà Lạt. Đến thời điểm xảy ra tai nạn, trên đèo Bảo Lộc đang có mưa lớn khiến đường trơn trượt. Ngay trong đêm, các lực lượng nghiệp vụ công an triển khai các biện pháp truy tìm xe ô tô gây tai nạn.